Trực tiếp bóng đá sang gơ 1-0 Liverpool, chủ nhà mở tỷ số H1. Ở phía đường xuống đón được truyền của rắc chớp khi dứt điểm Chín đưa bóng đi hiểm hóc, đánh bại thủ thành Alisson, ghi bàn. Zanger ở Fury phút thứ 17. Đội hình xuất phát Zanger vs Liverpool. Zanger, McGregor, Barisic, Davi, Goulson, Tavernier, Lansam, Zionzak, Ken, Davis, Timon, Colac, Liverpool, Alisson, Simikas, Van Dijk, Kunet, Gomez, Fabinho, Thiago, Salah, Jota, Firmino, Nunez. Trực tiếp bóng đá Zanger vs Liverpool, những diễn biến chi tiết. Diễn biến ảnh video. Mới nhất cũ nhất. Ngày 13 tháng 10 năm 2022, 2 giờ 20 phút. 17. Bàn thắng. Zanger 1-0 Liverpool, Ofield xuống đón được truyền của rắc trước khi dứt điểm Chín đưa bóng đi hiểm hóc, đánh bại thủ thành Alisson. Thu gọn. Ngày 13 tháng 10 năm 2022, 2 giờ 06 phút. 5. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút, các cầu thủ chủ nhà Zanger có 2 pha dứt điểm liên tiếp. Một quả dễ đối với thủ môn Alisson và một đi chệch cột dọc Liverpool. Thu gọn. Ngày 13 tháng 10 năm 2022, 2 giờ, trọng tài chính người Slovenia, ông Slako Vincic thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Thu gọn. Ngày 13 tháng 10 năm 2022, 1 giờ 48 phút, đội hình xuất phát của Liverpool. Thu gọn. Ngày 13 tháng 10 năm 2022, 0 giờ 35 phút, đối đầu và phong độ. Thu gọn. Ngày 13 tháng 10 năm 2022, 0 giờ 30 phút, thông tin xung quanh. Zanger tháng 7, hòa 1 và chỉ thua 1 ở 9 trận sân nhà từ đầu mùa trên mọi đấu trường. Tại Champions League, Zanger thắng 1, hòa 1 và thua 1 sau 3 trận trên sân nhà tại Champions League. Liverpool chưa thắng trận nào trên sân khách từ đầu mùa với 3 thất bại và 2 trận hòa. Theo kèo châu Á, Liverpool toàn thua 6 trận sân khách gần đây nhất. Liverpool chỉ thắng kèo mùng 1 tháng 11 trận từ đầu mùa trên mọi đấu trường. Thu gọn. Ngày 13 tháng 10 năm 2022, 0 giờ 25 phút. Thông tin lực lượng. Zanger, Hagi, Helander, Lawrence Ofobor, Sauter chấn thương. Liverpool, Arthur, Diaz, Keter, Oxlade-Chamberlain chấn thương. Thu gọn. Dữ liệu đang được cập nhật.